cho tất cả các anh đã đến với kênh kho đồ nghề Nhật Bản của em. Thì đây là clip số 135. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh bằng cách là chốt mã sản phẩm mình yêu thích, like và đăng ký kênh giúp em ạ. Thì quy cách mua hàng bên em là các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship, còn ship code thì phí vận chuyển các anh thanh toán cho vận chuyển giúp em ha. Thời gian các anh nhận được hàng trung bình là từ 5 tới 7 ngày. Thì rồi hôm nay sẽ lên tổng cộng là 23 mã sản phẩm. Em sẽ bắt lên mã đầu tiên ngày hôm nay. Và mã đầu tiên ngày hôm nay đó chính là một con kéo cắt ống của nhà MCC Nhật Bản nha các anh. Anh thấy thì ngoại hình con này rất là dài ha, nên nó cắt phi rất là lớn, nó cắt phi tầm phi 63, có thể hơn xíu cũng được ha các anh. Đó, đây. Con này hàng của Nhật Bản nha. Thì ngoại hình của nó hai bên đây. Con này thì nó bị thiếu một cái ốc ở đây các anh, mình có thể về mình lấy một cái ốc rất là dễ kiếm này. Đây, các anh thấy con ốc rất là thông dụng ha. Thì mình gắn vào đây thôi, chứ còn có được cũng có được cũng không ảnh hưởng. Các anh bỏ con ốc thường mình gắn vào đây thôi ha, chứ không có vấn đề gì hết nha các anh. Đó. Đây không? Đây. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu đến cái phần lưỡi ha. Đó, các anh thấy không, lưỡi con này thì rất là đẹp ha. Đó, rất là ok cho con này luôn. Con này cắt cực êm nha các anh. Con này cắt nó đi cái đường cắt của nó rất là êm. Đó, các anh thấy không? Đó. Nó rất là êm ha. Dạ rồi, con này thì bây giờ em sẽ đo cái kích thước chiều dài của nó nha các anh. Đó, thì con này nó dài tổng là 45 cm nha các anh. Cắt phi tầm khoảng 63 ha, có thể hơn 63 chút xíu ha. Đó, dài 45 cm, mã số 1, giá 600.000 giúp em. Con này thì em ưu tiên chuyển khoản nha các anh. Mã 1 600.000. Mã 2 là một con đuôi chuột của Top. Các anh biết là cái con đuôi chuột này nè, cái chất thép của con này nó rất là xịn ha. Cái chất thép con đuôi chuột này các anh cầm lên trên tay là mình cảm thấy cái sự chắc chắn, là cái đầu tiên cái chắc tài. Các anh coi cái răng lợi thì rất là đẹp luôn, con này quá đẹp luôn. Đuôi chuột 17-19 nha các anh, đuôi chuột 17-19 ha. Đó, tổng thể thì con này nó dài là 31 cm giúp em, mã số 2, giá 300.000 nha các anh. Đó, mã 2 đuôi chuột của Top Nhật Bản, giá 300.000. Mã số 3 là một con cờ lê đa năng nha các anh. Con này thì cũng của Top luôn. Thì cái size nó mở sẽ từ 24 cho tới 27 ha. Thì con này nó mở cái ốc chẵn, ốc lẻ đều rất là ok hết ha các anh. Đây các anh thấy cái ngàm này. Thì với cái thiết kế cái ngàm này thì các anh mình nó cấu rất là tốt để vô trong những con ốc hoặc con bu lông ở các hình dạng khác nhau nha các anh. Thì bên trong của nó là không có răng nên là nó sẽ hạn chế được cái việc mà các anh mở mà nó bị xây xước những cái ren ha. À, đây, nói em, đó, mình điều chỉnh ở đây ha. Dạ rồi, con này thì nó dài tổng là 26 cm, mã số 3, nó cờ lê Top mã số 3, giá 600.000 nha các anh. Đó, con này rất là tiện dụng và đa năng, các anh thấy không? Ngàm 24 đến 27 ha. Mã số 3 600.000 ha. Mã số 4 là một con kìm cắt cộng lực của ARM ha các anh. Đó, RC8 Nhật Bản. Dạ rồi, con này các anh thấy là ngoại hình thì rất là ok rồi ha. Thì em sẽ mở chốt các anh coi cái lưỡi bên trong con này nè. Đó, các anh thấy không? Lưỡi bên trong con này cũng rất là đẹp nha. Đó, các anh coi các mặt lưỡi của nó này rất là ok luôn ha. Thì con này với cái thiết kế các anh thấy là cái thiết kế chất thép ở cái phần lưỡi này nó khác hẳn so với cái phần thân, nên là cái phần lưỡi này là những cái chất thép nó cực kỳ tốt, nên nó cắt khi các anh cắt á, nó cắt rất là sạch nha các anh. Đó, chất thép con này. Đó, thấy không? Dạ rồi, thì con này nó dài tổng là 19.5 cm, mã số 4, giá 400.000 nha các anh. Mã 4 400.000. Mã 5 là một con kìm nhọn của nhà Proto Mỹ ha các anh. Đó. Con này thì của Proto. Các anh thấy không? Hiệu đây. Đó, đây là ngàm của nó nha các anh. Đấy, phần ngàm của nó ha. Ngàm con này thì cái phần trên này thì nó không có được đẹp như phần dưới. Phần dưới này thì nó là đẹp, không có gì để chê ha. Phần trên này thì nó hơi không được đẹp chút xíu ở đây thôi, nhưng mà xài có rất ok, không có bị vấn đề gì đâu nha các anh. Đấy, đây bên trong phần răng lợi đây ạ. Đó, các anh thấy không, răng lợi vẫn còn ngon ha. Dạ rồi, con mã 5 này thì nó dài tổng là 17 cm giúp em, mã 5, giá 280.000. Kìm mỏ nhọn Proto Mỹ, mã 5, 280.000 ạ. Con này mã số 6 là một cây cần lực của nhà Snap-on nha các anh.
Đó, Snap-on USA ha. Thì con này là đầu 1/4 là cần không tự động ha. Nhưng mà bù lại thì các anh có thể chỉnh lực con này trái phải đều được ha. Đó, các anh thấy không? Nào, đó. Ví dụ như các con cần lực khác thì các anh chỉ xoay một chiều thôi ha. Thì con này các anh có thể xoay hai chiều nè. Mình chỉnh lực hai chiều đều ok hết ha. Không có bị vấn đề gì hết nha các anh. Đó. Dạ rồi, thì con này á, nó có một cái hay nữa là người ta có quy đổi lực cho các anh luôn nha. Thì các anh biết là Snap-on là con của Mỹ nên là nó theo cái hệ inbound rất là nhiều. Đây, ở dưới đây các anh sẽ chỉnh theo hệ inbound, và ở trên đây là nó có cái bảng quy đổi ra Newton nhân mét cho các anh luôn. Nên là những cái con này các anh làm rất là tiện nha các anh thấy không? Từ inbound ra Newton nhân mét. Đó, rồi các anh chỉnh ở đây thì rất là tiện lợi cho các anh để mình có thể làm lực ha. Thì con này là quá ok rồi, từ đầu riết cho cán thân. Đó, các anh thấy không? Đó. Đó, đích của nó nè. Ha. Dạ rồi, con này nó dài tổng là 23 cm ha, cây cần lực của nhà Snap-on mã số 6, giá là 2 triệu nha các anh. Đó, mã này giá 2 triệu. Con này em ưu tiên chuyển khoản nha các anh, rất là mới và đẹp nha. Anh biết những cái con cần này thì cái giá thành rất là mắc nha các anh. Đó, mã số 6 2 triệu ha. Mã số 7 là một con dao của nhà Global. Đó, anh nào đang tìm một con dao làm bếp mà sạch đẹp sắc thì con này đó là một con rất là đáng để các anh lưu ý ha. Thì con này là nó dùng cái chất thép không rỉ nha các anh. Đó, các anh thấy không? Rất là đẹp ha. Thì con này là hãng người ta đã tôi lưỡi cũng như là đã mài. Các anh mua về thì các anh chỉ cần xài thôi nha. Đó. Đó, thấy không? Dạ rồi, con này là nó chưa qua sử dụng ha các anh. Đó, chưa qua sử dụng, chưa xài luôn. Con này thì rất được nhận, được gọi là rất là nhiều cái sự tin tưởng của các đầu bếp ha. Thì các anh thấy là con này là nó lưỡi liền thân hết luôn. Đó, nên là nó rất là sạch, cũng như là các anh làm thì nó rất là sạch sẽ, vệ sinh cũng dễ ha các anh. Thì nó dài tổng là 31 cm này, dài lưỡi là 18 cm nha các anh. Dạ, lưỡi 18 cm giúp em ha. Bản của nó rộng max là 5 cm, mã số 7, dao Global, giá 800.000 nha các anh. Mã số 7 800.000, con này em cũng ưu tiên chuyển khoản ha. Mã số 8 là một bộ 3 cây cờ lê vòng ha. Con này là của nhà KTC giúp em. Thì em sẽ giới thiệu cây lớn trước đi nha các anh. Cây lớn này thì nó lực của nó số của nó là 22-24 nha các anh. Đó, đây răng lợi rất là đẹp luôn, các anh thấy không? Mới kít luôn ha. Đó, cây thứ nhất là 22-24 giúp em nè. Đó. Cây thứ hai là số 14-17 giúp em nha. Đó, răng lợi con này đều rất là mới hết luôn. Và cây cuối cùng là 8-10 giúp em nha các anh. Cây cuối cùng là 8-10, 3 cây, mã số 8 ha các anh. Đó, mã số 8 giá 600.000, 3 cây giúp em nha các anh. Đó, mã số 8 600.000. Mã số 9 là một con cưa xếp của nhà Tajima nha các anh. Đó, đây, con cưa xếp này để các anh cưa cành, cưa đồ làm bonsai ha. Thì răng lợi con này cũng còn rất là ok nè. Các anh nhìn nè, răng lợi của nó nè. Đó, anh thấy không? Răng lợi vẫn còn nhọn ha, cưa vẫn còn bén nha các anh. Đó, anh thấy không? Dạ rồi, con này thì nó dài tổng là 44 cm. Đó, dài lưỡi là 21 cm nha các anh. Mã số 9, giá của nó là 280.000. Cưa Tajima mã 9, 280.000. Dạ, mã số 10 là một con kìm kẹp của nhà Bessay. Con này là hàng Đức nha các anh, Made in Germany. Bessay này thì cái chất thép lạnh, những cái chất lượng của nó thì gọi là quá là nổi tiếng rồi nha các anh. Đó, cái hãng này là nó chuyên về những cái con kìm kẹp như thế này luôn nè. Đó, các anh thấy không? Ha. Dạ rồi, thì con kìm kẹp này á là nó chuyên dùng để các anh kẹp các ống hoặc là các trục tròn nè các anh. Anh thấy không? Đó, các ống ha. Thì nó các anh có thể sử dụng để mình dùng để mình kẹp hàng cũng được nha các anh, kẹp hàng. Thì con này nó có thể chịu được cái nhiệt độ lên tới 200 độ C.
nha các anh. Và ví dụ như là các anh kẹp mà hai cái đường ống, ví dụ hai cái trục ống đây ha, thì các anh muốn nối lại với nhau, muốn hè lại với nhau, thì các anh sẽ dùng cái này, các anh kẹp lại đó rồi các anh hè đó, ha. Hoặc không thì các anh chỉ cần dùng, mình muốn kẹp kẹp những cái vật cố định đó, đó, hoặc là những cái trục tròn, cái ống cố định, thì các anh cũng có thể dùng con này được hết nha. Đó. Thì cái độ ngang mở của nó tổng hết là tầm 11 cm giúp em nha các anh. Đấy, các anh phải điều chỉnh này. Đó là 11 cm ha. Họng thì sâu là 6.5 cm nha các anh. Đó. Dạ rồi, con bếp xây này thì nó dài tổng là 29 cm giúp em. Mã số 10 giá 900.000 nha các anh. Mã 10 900.000. Đó. Con này em cũng ưu tiên chuyển khoản ha. Mã 11 là một con lục giác nha các anh. Đó, một cái bộ lục giác. Thì bộ này nó sẽ gồm là 3, 5, 7 cây ha. Kích thước của nó là 2, 2.5, 3, 4, 5.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 và 8 nha các anh. Đó, của nhà Gosawa. À, giúp em ha, bộ này khá là xịn ha. Thì các anh thấy là các đầu lục giác của nó thì vẫn còn rất là ok ha. Đây các anh coi các đầu lục nè. Đó, anh thấy không? Vẫn còn rất là ok ha. Dạ rồi, bộ này mã 11 giá là 280.000 giúp em nha các anh. Bộ lục giác mã 11 280.000. Mã 12 là một con vít lực của nhà Tonichi nha các anh. Đó. Tonichi made in Japan ha. Dạ rồi, con này thì cái giải lực của nó là từ 2 cho tới 12 kg ép nhân cm nha các anh. Có kèm một cái đầu vít cho các anh luôn. Thì những cái con vít lực này nè, nó sẽ giúp các anh khi mà mình mở những cái con ốc đó, nó hạn chế cái sự hư hại xước xát, cũng như là làm tăng cái tuổi thọ của những cái con ốc đó khi các anh mở ha. Thì những cái con vít lực này nó khá là quan trọng. Dạ rồi, mã 12, mã này giá 400.000 giúp em nha các anh. Mã 12 400.000. Mã 13 là một con dao rập giấy ha, của nhà KXL ha, thâm nhôm giúp em nè. Đó, con này thì các anh cũng thấy là khá là quen rồi ha. Dạ rồi, con này thì em cũng kèm cho các anh là hai lưỡi. Thì con này nó bị mất cái khóa lóc ở trên đây thôi, nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì đâu các anh, nó không có ảnh hưởng gì tới các anh làm hết ha, các anh vẫn xài bình thường thôi, mình vẫn xài bình thường, không có bị vấn đề gì đâu ha. Đó, em nghĩ là cái khóa lóc này có cũng được, cũng có cũng được, cũng quan trọng. Dạ rồi, mã 13 này thì nó dài tổng là tầm 14 cm thôi các anh. Đó. À, thì giá 250.000 nha các anh. Nó bị mất cái khóa lóc trên đây. Đó, em để giá 250.000. Các anh xài vẫn bình thường hết ha. Đó, mã 13 250.000. 14 lại là một con mỏ lết răng của Ritgit, hàng của Mỹ tiếp nha các anh. À, con này size 10 in giúp em. Đó, con này size 10 in. Các anh thấy không? Rất là đẹp ha. Đó, hàng của USA thì gọi là cái chất lượng của nó thì khỏi bàn. Các anh coi những cái đường thép của người ta làm rất là chắc chắn nha. Anh thấy không? Ritgit Mỹ. Thì bây giờ em sẽ mở cho các anh coi cái răng lợi bên trong của nó như thế nào ha. Thì đây, đó, ngàm dưới là đều tăm tắp, không một vết xước gì ha. Các anh thấy không? Đó, hàm trên cũng đều tăm tắp, rất là đẹp. Anh nào mua sử dụng hay sưu tầm thì những cái con này là nó gọi là một cái sự lựa chọn đáng để các anh lưu tâm cho những cái con này ha. Thì 10 in thì tương đương với dài tầm khoảng 24.5 cm ha. Đó. Đó. Dạ rồi, con này mã 14 giá của nó là 580.000 giúp em nha các anh. 14 580.000. Răng lợi ngoại hình rất là đẹp ha. Đó. Mã 13 là một cây cờ lê cắt điện, con này thì của nhà Facom Pháp giúp em nè. Đó, Facom hàng của Pháp ha, cắt điện, các anh thấy không? 1000V ha. Đó. Dạ rồi, con này mã 15 giá của nó là 250.000 giúp em. Cờ lê số 13 của Facom 250.000. Mã 16 ha các anh. 16 là một con đột hay là các anh dùng làm tu cũng được. Thì con này là một hàng của Đức ha, Germany, chất thép rất là tốt nha các anh. Đây đầu đục của nó 95 x 2. Thấy không? Con này thì nó bé, nó dài tầm 10 cm giúp em thôi ha các anh, nhưng mà chất thép của những con này thì nó rất là tốt ha. Đó, mã 16, con này giá là
200 ngàn nha các anh, mã 16 200 ngàn. Mã 17 là một bộ vít gấp nha các anh. Đó thì con này là của nhà Sunflag nè, các anh thấy không, Japan, Sunflag Japan ha. Thì kèm thêm của nó là một cái bộ mũi lục hoa thị giúp em đó. Thì những cái con lục hoa thị này nó hiếm có mà, rất là khó tìm những cái bộ như vậy, hàng cũng Nhật, tất cả rất là khó tìm những cái bộ như vậy nó rơi ra ha. Đó, hoặc là các anh mình mua mới thì may ra nó sẽ có đủ luôn đó. Còn đây hàng bãi thì rất là khó tìm những cái bộ mà nó full như vậy ha các anh. Mã 17 đó, cả vít cả thân, giá là 280 ngàn giúp em nha các anh. Mã 17 280 ngàn. Rồi mã 18 là một bộ đa năng của nhà Wenger nha các anh. Con này thì là cổ thuộc nhà Victorinox của Thụy Sĩ luôn đó các anh. Đó, nói mà nó là thuộc là dòng là Wenger giúp em ha. Đó. Anh thấy không? Dạ rồi, bộ này thì rất là xịn ha. Thì các anh thấy là nó có đầy đủ hết, là kéo này, vít này, dao này, đồ khui, rồi đồ khâu, kim gỡ, tâm nhíp là đầy đủ cho cả một bộ này ha các anh. Và đặc biệt là bộ này các anh thấy là có cái khóa lock này không? Đó, cái khóa lock này là gọi là cái khóa an toàn. Khi các anh gấp con dao này xuống á, thì các anh phải đè cái khóa lock này xuống giúp em nè, thì con dao nó mới gập lại được nha các anh. Đó, các anh thấy không? Mình phải đè cái khóa lock nó xuống thì con dao này nó mới gập lại được. Đó, nên người ta gọi nó là cái khóa an toàn nha các anh. Nó là cái khóa an toàn nên nó sẽ hạn chế, cũng như là nó giúp các anh là hạn chế tối đa cái việc mà khi các anh mở cái con dao lên như vậy mà nó dụ các anh làm cái gì đó mà lỡ như nó gập lại á, nó sẽ trúng tay, thì cái con này nó có cái khóa an toàn đây, thì nó gọi là nó đảm bảo cho các anh là cái việc mà con dao này, cái anh mà không bấm cái khóa này xuống thì nó không bao giờ nó gập được xuống, nó không có gập được cái con dao này xuống nữa, là an toàn ha. Dạ rồi, con này, bộ này thì nó có sẵn luôn đây, có cái chủ chức người ta làm cho các anh cái đồ để các anh treo chìa khóa luôn ha. Nó gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tool nha các anh. Đây bên đây có cái tăm, đây có cái nhíp nữa. Giờ rồi mã 18 này, giá của nó là 580 ngàn giúp em ha các anh. Mã 18 580 ngàn, bộ đa năng của Wenger Thụy Sĩ ha các anh. Đó. Mã 19 là một con kìm của nhà Kelling Tool USA nha các anh. Đó, các anh thấy không, Kelling Tool USA. Ngoại hình thì nó bị đây, nó chỉ có bị mén cái miếng, một miếng xíu bên đây, nó không ảnh hưởng gì tới cái quá trình các anh làm việc hết nha các anh. Đó, mình làm thì vẫn ok thôi, nhưng mà nó bị mén cái miếng nhỏ bên đây, các anh thấy không? À, dạ rồi, về bên trong răng lợi con này thì các anh thấy là rất là ok, đẹp nha. Đó, lưỡi của nó đây ạ. Đó, lưỡi. Ừ, các anh thấy không, lưỡi vẫn còn, nhìn chung là vẫn còn là rất là ok ha. Đó. Dạ rồi, con này nó dài tổng là 19cm giúp em. Mã 19, giá của nó là 400 ngàn ha. Con kìm Kelling Tool USA, mã 19, 400 ngàn. Mã 20 là một con sủi của nhà Bluebon. Con này thì gọi là nó là công ty luôn của nhà Snap-on đó các anh. Đó, chung ha, của nhà Snap-on luôn á. Con này thì của nhà Bluebon. Thì nó là một cái sủi, con này là các anh sủi thẳng, mình không có cần phải thay lưỡi gì hết trơn nha các anh, cứ cầm về là mình làm được rồi. Nó dài tổng là 21cm, rộng 5cm nha các anh. Mã 20 giá 250 ngàn giúp em. 20 250 ngàn. 21 là một con cần lắc của nhà Mitoloy. Con này đầu 3/8 nha các anh. Thì ở đây các anh thấy là nó có cái tay quay này, giúp các anh quay thì mình sẽ dụ như là các anh cầm ở đây mình làm cũng được. Đó, các anh thấy là mình cầm đây mình làm được, mình cầm đây các anh tùy các anh. À, cái này các anh mình có thể gỡ ra này. Đó, người ta làm sẵn cho các anh là cái này các anh mình có thể gỡ ra ha. Đó là tùy vào trong cái sử dụng của mỗi người. Đó, các anh cầm chỗ nào cũng được nha. Đây, hoạt động ok hết ha. Nó dài tổng là 17cm, mã 21 giá 250 ngàn nha các anh. Mã 21 250 ngàn. Mã 22 là một con khò ga. Các anh thấy là con khò ga này là bằng đồng nha các anh. Nó phun đồng luôn ha. Của nhà Seika Fuji giúp em ha. Đó, đây là con khò ga này các anh. Đó,
Japan nha các anh, rất là đẹp luôn. Thì con này là các anh phải, mình phải, nó không có đánh lửa tự động, các anh vui lòng mình tự ấy lửa giúp em ha, tự mồi lửa ha. Thì con này nó không đánh lửa tự động, phun đồng, nhưng mà những cái con kho ga bằng đồng như thế này thì các anh làm nó gọi là các anh canh kho á, nó cực kỳ tốt nha các anh. Đó, những con đồng như thế này thì mình mua về, các anh mua về chỉ cần bỏ vào bình ga và xài thôi ha, không có phải làm gì nữa hết trơn. Đó, khi xài thì các anh móng lửa giúp em thôi là ok rồi. Mã 22 giá 600 ngàn nha các anh, kho ga đồng, mã 22 600 ngàn. Mã 23 là một cuộn thước dây. Đó, các anh thấy không? Thước dây này dài 50 m, hàng Nhật nha các anh. Ở đây là nó có một cái gọi là cái chuôi nhọn ở đây, thì các giúp các anh khi mình làm mình cố định nó gì đó mình có thể làm rất là ok ha. Đây, hai mặt của nó nha các anh. Dây con này thì là dây dây kim loại giúp em ha. Đó, các anh thấy không? Thì nó dài hết tổng của nó là 50 m ha. À, rất là ok. Dạ rồi, mã 23 giá của nó là 600 ngàn ha các anh. Đó, cuộn thước dây mã 23 600 ngàn. À, còn này em ưu tiên chuyển khoản ha. Dạ rồi, em đã lên tổng cộng là 23 mã sản phẩm, thì anh nào ưng mã nào thì chốt mã đó với em ha. Em xin cảm ơn tất cả các anh, hẹn gặp lại các anh ở clip sau ạ.